cá mập hổ cát. Chúng thường có màu nâu xám với những đốm màu loang lổ sống rỉ sắc phía trên lưng và phần bụng dưới màu trắng. Chúng có chiếc mõm lớn dẹt sống hình một chiếc nón và cái đuôi khá đặc biệt với phần thùy trên dài hơn đáng kể so với phần thùy dưới. Một số cá thể nổi bật có thể đạt tới chiều dài từ 6,5 đến 10,5 feet, hơn 3 mét. Chúng thường được tìm thấy ở vùng nước nông ven biển trên toàn thế giới và được biết đến là loài cá mập duy nhất có thói quen bơi gần bề mặt nước và nuốt không khí. Chúng sẽ giữ lượng không khí này trong dạ dày vì nó cho phép chúng có thể nổi trên mặt nước để dễ dàng tìm kiếm con mồi. Chúng cũng là những kẻ săn mồi rất tham lam khi thường kiếm ăn vào ban đêm và thường ở gần đáy biển. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài cá nhỏ, nhưng đôi khi chúng cũng ăn cả một số loài động vật giáp xác và mực. Đôi khi chúng cũng săn mồi theo nhóm và thậm chí còn được biết đến khi dám tấn công cả những lưới đánh cá của ngư dân.